chính thức phát động từ ngày 28 tháng 3, được chia làm hai bảng thi. Cuộc thi Hutech Designer 2019 với chủ đề Thiết kế cùng thần tượng đã thu hút hơn 700 bài dự thi. Sau hai vòng thi, 6 mentor là những nhà thiết kế nổi tiếng đã chọn ra 19 thí sinh, hứa hẹn mang đến những đột phá mới cho làng thời trang Việt tại đêm chung kết. Tại bảng A, thí sinh dự thi là những sinh viên ngành thiết kế thời trang và yêu thích thời trang tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, chuyên nghiệp. Thí sinh dự thi sẽ tham gia thiết kế cho một đối tượng với 3 loại trang phục là trang phục trình diễn, trang phục ứng dụng, trang phục dự sự kiện. Đối với bảng B, thí sinh là các học sinh trung học phổ thông đam mê thời trang, tham gia thiết kế trang phục trình diễn cho một đối tượng. Sau vòng chấm sơ khảo, thí sinh bước vào bán kết sẽ chọn cho mình một mentor, người sẽ đồng hành cùng thí sinh xuyên suốt cuộc thi. Từ bản thảo đến những mẫu thiết kế thành hình, thí sinh đã có những buổi làm việc trực tiếp với mentor của mình. Tại đây, những vướng mắc về ý tưởng, kỹ thuật dần được tháo gỡ, giúp thí sinh từng bước hoàn thiện tác phẩm dự thi, qua đó gặt hái được nhiều bài học kinh nghiệm cho hành trình chinh phục đam mê thời trang của mình. Được sự hỗ trợ tận tình về chuyên môn cùng sự làm việc hăng say của thí sinh, 19 bộ sưu tập xuất sắc nhất đang chuẩn bị trình làng, hứa hẹn mang đến sự mãn nhãn cho người xem. Tác phẩm của thí sinh Võ Hoàng Long. Tác phẩm của thí sinh Trịnh Ý Nhi. Tác phẩm của thí sinh Nguyễn Văn Cường. Tác phẩm của thí sinh Trần Trường Thiện. Tác phẩm của thí sinh Ngô Ngọc Liên. Tác phẩm của thí sinh Lê Kim Anh. Tác phẩm của thí sinh Hồ Anh Tuấn. Tác phẩm của thí sinh Đặng Thái Sơn. Tác phẩm của thí sinh Đặng Trần Trí. Tác phẩm của thí sinh Đặng Thị Trà My. Tác phẩm của thí sinh Từ Nhất Khang. Tác phẩm của thí sinh Từ Trung Hiếu. Tác phẩm của thí sinh Nguyễn Thành Danh. Tác phẩm của thí sinh Nguyễn Vũ Phan. Tác phẩm của thí sinh Phạm Trần Phương Dung. Đối với bảng B, tác phẩm của thí sinh Nguyễn Trần Phương Nguyên. Tác phẩm của thí sinh Huỳnh Nguyễn Kiến Thức. Tác phẩm của thí sinh Nguyễn Thái Dương. Tác phẩm của thí sinh Châu Thùy Ngọc Quý. Cùng đón chờ sự trình diễn của những bộ sưu tập mới toanh tại đêm chung kết Hutech Designer 2019.